đấy cảm thấy mình lối chơi giống ngoại xuất trường. Đến với vòng chung kết U19 quốc gia 2020, Hoàng Anh Gia Lai 1 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Jerome Krasen là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Trong thành phần của đội bóng phố núi đa số là những cầu thủ sinh năm 2001-2002 và từng giành ngôi Á quân ở vòng chung kết U19 quốc gia năm 2019. Có thể thấy Thanh Khôi, Vĩnh Nguyên, Phan Du Học là những cái tên xuất sắc nổi lên trong đội hình của Hoàng Anh Gia Lai 1. Trong đó tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên cũng đã nhận được sự chú ý khi được so sánh với đàn anh của mình tại câu lạc bộ Hoàng Gia Lai là Lương Xuân Trường. Cầu thủ sinh năm 2001 được nhiều người gọi là Xuân Trường 2.0. Sở dĩ Vĩnh Nguyên có biệt danh như vậy là vì anh mang áo số 6 và có lối chơi khá tương đồng với tiền vệ sinh năm 1995. Vĩnh Nguyên sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, có nhãn quan chiến thuật sắc bén và khả năng chuyền bóng cực kỳ chính xác. Qua đó tiền vệ 19 tuổi thường xuyên có những pha dọn cổ cho đồng đội. Khác với Xuân Trường, tiền vệ của đội tuyển Việt Nam thuận chân phải. Trong khi đó Vĩnh Nguyên lại sở hữu chân trái cực ngoan và có khả năng đá phạt tốt. Bên cạnh đó, cầu thủ có biệt danh là Xuân Trường 2.0 nổi bật với khả năng kiểm soát bóng, điều tiết và cầm nhịp trận đấu. Hiện tại tiền vệ sinh năm 2001 là nhạc trưởng nơi tuyến giữa của U19 Hoàng Anh Gia Lai 1 và hầu như mọi đường phát động tấn công đều qua chân cầu thủ này. Em cần phải cải thiện nhiều hơn để có thể được bằng ngay sân trường. Em không cần phải tập luyện nhiều hơn và cố gắng nhiều hơn. Rồi em thấy cảm thấy lối chơi giống ngay sân trường. Trong danh sách tập trung đợt 2 của U19 Việt Nam, Vĩnh Nguyên là một trong 6 cầu thủ của Hoàng Gia Lai được triệu tập. Với những gì đã thể hiện ở vòng chung kết U19 quốc gia 2020, có lẽ Vĩnh Nguyên đã thuyết phục được huấn luyện viên Philippe Doucier. Không những vậy, Vĩnh Nguyên còn là cầu thủ rất tiềm năng của Hoàng Gia Lai, có thể bổ sung lên mặt trận V-League trong tương lai gần. Em cảm thấy rất là vui khi được huấn luyện viên trưởng U19 Việt Nam gọi lên. Và em sẽ cố gắng để được trụ lại và có thể được đi thi đấu ở nước ngoài. Thi đấu để công hiến tổ quốc. Em nếu mà được gọi lên thì em sẽ cố gắng. Em nghĩ là bây giờ chưa khả năng em chưa đá được. Thêm em cần phải tập luyện thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.